Xin chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh youtube chính thức của báo điện tử VTC News. Thưa quý vị, một vụ việc gây rúng động từng xảy ra ngay tại trụ sở Tòa án Nhân dân huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Trong khi các tranh chấp đang được giải quyết, Dư Văn Thanh bất ngờ mất kiểm soát và dùng dao đâm vợ và bố vợ ngay tại phòng làm việc tầng 2 của tòa án. Hành động táo tợn này không chỉ khiến cho dư luận bàng hoàng mà còn dấy lên nhiều câu hỏi về công tác bảo đảm an ninh tại các cơ quan tư pháp để hiểu rõ hơn về vụ án này, xin mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Vào năm 2021, Tòa án Nhân dân huyện Lục Ngạn đã giải quyết vụ kiện về tranh chấp hợp đồng vay tài sản giữa ông Lưu Văn Lờ ở thôn Trào, xã Giáp Sơn, huyện Lục Ngạn và Dư Văn Thanh, con rể ông Lờ ở thôn Chính, xã Hồng Giang, huyện Lục Ngạn. Người có nghĩa vụ liên quan là chị Lưu Thị Hát, vợ Thanh. Theo tài liệu, Thanh và chị Hát kết hôn năm 2007 và có hai con, từ khoảng năm 2016, chị Hát đi lao động ở nước ngoài. Thời gian đầu, chị Hát gửi tiền cho Thanh, nhưng anh ta tiêu hết, nên chị không gửi nữa mà gửi về cho bố đẻ là ông L. Không thấy vợ gửi tiền về, Thanh hỏi vợ thì chị Hát cho biết đã gửi tiền cho bố đẻ và bảo Thanh sang gặp ông L để lấy. Theo đó, Thanh nhiều lần sang nhà ông L lấy tiền với tổng số tiền khoảng 150 triệu đồng. Mỗi lần lấy, ông L yêu cầu Thanh phải ký nhận đầy đủ sau khi về nước, chị Hát và Thanh tiếp tục mâu thuẫn nên sống ly thân. Về khoản tiền 150 triệu thanh lấy từ ông Lờ lúc vợ đi nước ngoài, người bố vợ tính cả lãi nên tổng thành 200 triệu. Được biết, thời điểm xảy ra vụ việc, hai vợ chồng Dư Văn Thanh có mâu thuẫn về hôn nhân, đang trong quá trình làm thủ tục ly dị. Ông Lờ nhiều lần đòi nhưng Thanh không trả vì cho rằng đó là tiền nuôi con. Chính vì vậy, ông Lờ đã kiện Thanh ra tòa yêu cầu trả nợ tức tối vì bị kiện ra tòa đòi tiền, Thanh đã đem theo hung khí đến tòa. Theo đúng lịch triệu tập lúc bấy giờ, ông L và Thanh đến tòa nhân dân huyện Lục Ngạn để giải quyết việc nợ nần. Chị H cũng được triệu tập với vai trò người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Mặc dù thẩm phán đã hòa giải, nhưng chị H và Thanh không nhất trí, liên tục lời qua tiếng lại. Trong lúc tòa đang làm việc để giải quyết nợ nần dân sự, Thanh không ký vào biên bản mà bỏ ra ngoài, rồi bất ngờ quay lại rút hung khí để sẵn trong túi quần, vung nhiều nhát vào người chị Hát và ông Lở. Chị Hát tử vong, ông Lở bị thương phải đi cấp cứu. Ngoài ra, khi xảy ra sự việc, thẩm phán của tòa án nhân dân huyện Lục Ngạn khi ấy là ông PTV có vào can ngăn và bị Thanh gây thương tích nhẹ. Sau khi gây án, Thanh đến công an huyện Lục Ngạn đầu thú và giao nộp hung khí gây án. Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, Thanh khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải lời nói sau cùng của Thanh xin lỗi gia đình nạn nhân. Tại phiên tòa xét xử, đại diện gia đình bị hại đề nghị hội đồng xét xử nghiêm minh đúng quy định. Bố đẻ bị cáo được tặng thưởng huy chương vì an ninh tổ quốc và huy chương chiến sĩ vẻ vang hạng nhất. Gia đình bị cáo đã tự nguyện nộp 27 triệu đồng để bồi thường, khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, hội đồng xét xử nhận định hành vi của Thanh là nguy hiểm, có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, tước đi quyền được sống của chị Hát và gây thương tích cho ông L. Thanh là người có đủ khả năng nhận thức được hành vi phạm tội của mình, sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng của nạn nhân nhưng đã cố ý thực hiện hành vi phạm tội. Thanh đã dùng hung khí nguy hiểm để thực hiện hành vi phạm tội đối với hai người nên thuộc trường hợp định khung có tính chất côn đồ và giết hai người trở lên. Hội đồng xét xử tuyên phạt Thanh tử hình. Ngoài ra, bản án còn tuyên trách nhiệm dân sự, buộc Thanh phải tiếp tục bồi thường và cấp dưỡng cho bị hại theo quy định. Nhận định về vụ án, tiến sĩ luật sư Đặng Văn Cường Đoàn luật sư Hà Nội cho hay, sự việc cho thấy tính chất nghiêm trọng, cần phải có chế tài xử lý nghiêm minh đối với đối tượng này để đảm bảo trật tự, kỷ cương, an toàn ở chốn công đường. Hành vi của đối tượng Thanh là rất côn đồ, có dự mưu từ trước và gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, nên đối tượng này sẽ bị xử lý hình sự về tội giết người theo khoản 1, điều 123 Bộ luật hình sự, với nhiều tình tiết định khung tăng nặng trách nhiệm hình sự là có tính chất côn đồ, giết nhiều người, mặc dù chỉ có một nạn nhân thiệt mạng. Luật sư cường cho hay, những vụ án tranh chấp dân sự thường căng thẳng, xung đột có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, xung đột ẩu đả xảy ra ngay tại trụ sở tòa án, thậm chí xảy ra án mạng gây thương tích cho cả thẩm phán đang giải quyết vụ án là chuyện hiếm gặp ở chốn công đường. Diễn biến của sự việc diễn ra, chứng tỏ mâu thuẫn rất căng thẳng, kéo dài. Thông thường, các đương sự sẽ tôn trọng cán bộ tòa án khi đang giải quyết vụ việc, sẽ lắng nghe và tuân theo yêu cầu và những hướng dẫn của thẩm phán. Theo luật sư Cường, qua vụ án cho thấy cần phải tăng cường kiểm tra, giám sát những người tham gia tố tụng, phổ biến, nhắc nhở nội quy buổi hòa giải, nội quy làm việc tại tòa án. Tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ tòa án để xử lý những tình huống có vấn đề như vậy, tránh những vụ việc tương tự có thể xảy ra. Tương tự như luật sư Cường, theo luật sư Quách Thành Lực, đoàn luật sư thành phố Hà Nội nhìn nhận, tòa án là cơ quan bảo vệ công lý, có các lực lượng bảo vệ, công an hỗ trợ đảm bảo an ninh. Tòa án cũng là nơi có những quy định chặt chẽ đối với những người ra vào trụ sở. Đồng thời, cơ quan này cũng có các cán bộ có kinh nghiệm, kỹ năng trong giải quyết công việc." Luật sư Quách Thành Lực nói. "Án mạng xảy ra tại trụ sở tòa án khiến tôi cũng khá bất ngờ. Sự việc đúng sai, trách nhiệm đến đâu, cơ quan chức năng làm rõ. Tuy nhiên, dư luận sẽ đặt nhiều câu hỏi về trách nhiệm của những người trong cuộc." Theo vị luật sư của Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội, Hung khí gây án của đối tượng Thanh là một con dao gấp nhỏ, dễ bỏ trong người. Trong vụ việc này, Thanh đã bỏ trong túi quần và mang vào trụ sở tòa án nhân dân huyện Lục Ngạn thành công. Từ đó có thể thấy, lực lượng bảo vệ của tòa án chưa hoàn thành nhiệm vụ. Vị luật sư dẫn chứng, theo nội quy, tòa án là nơi các đương sự không được phép mang theo bất kỳ các hung khí nguy hiểm nào như dao, kiếm, súng đạn. Thực tế trong những phiên tòa phức tạp, lực lượng cảnh sát đã dùng đến các phương tiện kỹ thuật chuyên biệt để kiểm tra đảm bảo tuyệt đối việc người ra vào phiên tòa không mang theo hung khí, vật gây nguy hiểm. Tiếp theo, vị luật sư của Đoàn luật sư thành phố Hà Nội phân tích, để xảy ra án mạng khi đang tổ chức hòa giải tại trụ sở, thẩm phán đã chưa đảm bảo an toàn cho những người tham gia và sau đó là chính bản thân mình. Luật sư lực nêu quan điểm, các diễn biến tại buổi hòa giải, cơ quan điều tra sẽ điều tra làm rõ, nhưng tôi thấy để xảy ra án mạng tại trụ sở tòa án thì hoạt động tố tụng đã chưa đảm bảo an toàn cho đương sự, cán bộ tòa cùng quan điểm với luật sư Quách Thành Lực, luật gia Văn Tuân cũng nhận định, để xảy ra án mạng tại trụ sở tòa án thì các bên liên quan đã chưa làm tròn trách nhiệm. Luật gia Văn Tuân nói, qua tình tiết vụ án có thể thấy đối tượng đã chủ đích mang dao nhọn vào trụ sở tòa án. Việc này cơ quan công an sẽ làm rõ mục đích của anh ta. Tuy nhiên, rõ ràng đầu tiên thấy bảo vệ chưa thực hiện tốt nhiệm vụ. Có thể con dao nhỏ đối tượng cố tình mang vào khiến lực lượng gặp khó khăn, nhưng nếu họ thực thi nhiệm vụ quyết liệt chuyện dao nhọn lọt vào tòa sẽ khó xảy ra. Theo luật gia Văn Tuân, sau khi gây án, Dư Văn Thanh còn rời khỏi hiện trường để đến công an huyện Lục Ngạn đầu thú. Dư luận chưa nhìn thấy được sự can thiệp kịp thời của lực lượng này. Với thẩm phán và các cá nhân tham gia buổi hòa giải, luật gia Văn Tuân cho rằng họ cũng cần phải rút kinh nghiệm sâu sắc sau sự việc nghiêm trọng này. Luật gia Văn Tuân nói thêm, để mất an toàn cho các đương sự, thậm chí chính thẩm phán tham gia buổi hòa giải cũng bị thương tích, thì rõ ràng còn tồn tại việc chưa làm tròn trách nhiệm. Thưa quý vị, nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình trên kênh của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.